Hello anh em nha. Giờ anh em kêu em quay mấy em Note 4 và Alux lên cho anh em mình xem. Thì hôm nay em sẽ quay lên. Trước mặt anh em đây em Alux của em là đời 2008 sang cơ. Em này thì mình bán với tiền là 12 triệu ngay chủ nha. Và hai em xe Note 4 thì em cũng mới vừa hành lý này, em mới đem dưới kho lên á. Hiện tại thì em Note 4 này máy êm, còn em này thì bị hư ổ khóa với hư cái yên. Thì hai em này em bán mỗi em là 6 triệu 8 nha. Anh chị em nào thấy thích thì cứ nhắc máy alo cho Thịnh, Thịnh sẽ làm cho nó ổ khóa với cái loại hình xe bán nha. Còn em Alux này, em Alux này của em là xe ngay chủ, là bị mất giấy. Anh em nào mà có đài bên giấy được hay theo thông tư thì anh em lấy nha. Em bán 8 triệu thôi, em bán lỗ. Xe này bữa bán 12 triệu thôi, đã em đưa cho thằng em đi chợ bữa giờ đi sao là mất tiêu cái giấy cầu quẹt luôn. Xe ngay chủ nha anh em. Em này em bán bao tranh chấp an ninh cho anh em luôn nha. Mất giấy tiêu rồi. Bán rẻ 8 triệu thôi. Còn em này ngay chủ em bán 12 triệu ha. Note 4 mỗi em thì 6 triệu 8. Đó. Còn em Exciter này xe cộp riêng nguyên con em bán 49 triệu nè. Có bánh mâm đúc luôn nha. Anh em nào muốn mâm đúc nhắn mâm đúc cho. Xe zin đầu nồi bích 5B71 hai càng. Đó. Xe này thì em đưa anh em chạy. Đẹp quá, đưa cho anh em chạy bữa giờ. Anh em nào thích thì cứ alo em ha. Giá em bán 49 triệu nha. Anh em nào chơi ẹt mới hiểu được cái giá tiền của nó nha. Còn Vespa 3 thì em bán mỗi em có 12 triệu rưỡi với 11 triệu thôi. Vespa 3 đời 2010 ha. Đó. Xe cũng còn tương đối là đẹp. Xe này em cũng mới quay hôm qua nè. Đó. Anh chị em nào thích thì cứ alo em cũng còn vài em à. Đang hành lý vài em à. Hết xe, bữa giờ cầm cũng ít cho nên không có nhiều xe hành lý ha. Nên anh chị em nào thấy thích được em nào thì cứ nhấc máy alo cho Thịnh. Note 4 này cũng còn tương đối đẹp đó nha. 6 triệu mấy chiếc cũng rẻ. Anh chị em nào thấy thích thì cứ alo em nha. Cảm ơn em nhiều. Chúc anh em bà con mình nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn nha.